Xin chào tất cả các chị đang theo dõi livestream của Minsu ha. Chị nào đang thấy cái livestream này thì nhanh chóng vào đây cùng với Đào nha. Và đừng quên là chia sẻ cái livestream này để chuẩn bị vô đây để săn hàng cùng với em ha. Xin chào tất cả các chị ha. Đào chào tất cả các chị luôn. Trời ơi, bữa giờ các chị hối Đào nhiều quá, hối Đào lên giày slip on đi nhiều quá. Mà bây hôm nay thì mới bắt đầu sale slip on đây. Chị nào đang coi live thì vào đây cùng với em săn hàng nha các chị yêu ha. Chị nào đang coi live và cho em xin một comment ngay bây giờ. Đừng quên là các chị nhớ nha, ngày hôm nay là phải chia sẻ livestream nha. Tại vì không chia sẻ livestream là sẽ không áp dụng với giá sale và sẽ có nhân viên kiểm tra nha các chị ha. Rồi, chị nào đang coi live thì nhanh chóng vào đây cùng với em nè. Rồi, slip on cao cấp cho các chị luôn. Và cái đồ này rất là hay. Cái mùi của nó rất là thơm, cái mùi của nó có cái mùi thơm nhẹ cho các chị, rất là hay. Mang vào thì siêu mềm và siêu êm chân luôn, được chưa nào? Chị nào không vào đây săn hàng thì cực kỳ tiếc nha, Đào nói rồi đó. Chị nào mà không vào đây săn hàng thì cực kỳ là tiếc. Chị nào đang thấy cái like này nhanh chóng cùng với Đào chia sẻ livestream ha. Đào nói trước là Đào sẽ ưu tiên lên đơn hàng cho chị nào chia sẻ livestream và sẽ sell hàng cho chị nào chia sẻ like ha. Nên là chị nào mà chưa chia sẻ like thì chúng ta lúc đầu livestream này á, em đang kêu gọi các chị chia sẻ thì chúng ta hãy nhanh chóng chia sẻ livestream đi nha các chị yêu ha. Hôm nay nhận được đôi giày này rồi, chị mừng lắm, cảm ơn chị Bùi Thị Bình rất là nhiều. Bây giờ chị nào mà chưa nhận được đôi này thì mình vô đây cùng với em để săn ha. Cái này của mình là hàng cao cấp nha mấy chị ha, cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ chị nào đang coi live thì vào sẽ săn được ưu đãi của em nè. Chậm tay là hết nè mấy chị. Vào trong cái livestream này là sẽ săn được ưu đãi ha. Mà Đào nói trước rồi là chậm tay là hết đó nha. Chế nào nhanh tay thì có mà chậm tay là hết. Đây, đôi này của em ngày hôm nay trời ơi, sale rất là nhiều luôn nha các chị yêu ha. Sale rất là nhiều. Chị nào đang coi live thì vào đây để săn hàng sale nè. Chưa chia sẻ cái livestream này thì nhanh chóng chia sẻ ha. Em sẽ ưu tiên lên đơn hàng của chị nào chia sẻ cái livestream này trước. Chính vì lẽ đó nên chị nào đang theo dõi live mà chúng ta không chia sẻ thì em sẽ không áp dụng được với chương trình sale nha các chị yêu ha. Rồi, về phần tin nhắn thì bên em làm việc theo giờ hành chính đó các chị. Bên em làm việc theo giờ hành chính là mấy chị nhắn tin trong khoảng giờ hành chính là sẽ có nhân viên chốt cho mình ha. Và sẽ có nhân viên hỗ trợ cho mình. Còn bình thường là tụi em là chị nào mà nhắn vào giờ hành chính là đều được hỗ trợ hết nha mấy chị. Rồi, bữa nay là lên ngay cho các chị là mẫu đầu là một đôi cao cấp như thế này ha. Lên ngay cho các chị mẫu đầu tiên này là một đôi giày cao cấp. Đôi giày slip on cao cấp cho các chị, chất da siêu siêu mềm luôn. Được chưa? Đôi này còn giúp cho các chị tăng được 3 cm chiều cao nữa, rất là tiện lợi. Bây giờ chị nào đang vào cái like này cùng với Đào thì nhanh chóng tag ngay người bạn thân của mình vào đây và đừng quên chia sẻ livestream ha. Tag ngay người bạn của mình vào đây và chia sẻ cái livestream này cho Đào ngay bây giờ. Không chia sẻ cái like này là cực kỳ tiếc đó nha mấy chị. Rồi, em thấy có rất là nhiều chị thấy cái livestream này rõ này. Đây này, em thấy các chị gửi lời chào với Đào rất là nhiều rồi. Các chị xin chào rất là nhiều luôn. Thì chị nào đang coi live thì chuẩn bị vào đây săn hàng cùng với Đào ha. Hôm nay em sẽ lên cho các chị là slip on trước. Rồi sau khi đó là sẽ lên cho các chị cao gót 5 cm, rồi cao gót 7 cm, rồi bệt đủ cho các chị trong live ha. Chị nào chia sẻ cái livestream này hôm nay thì sẽ săn được cái đôi hàng cao cấp này của em ha. Cái đôi này là các chị biết sao không? Hộp của nó thì nó sẽ là như thế này. Tại vì đôi này là hàng nhập khẩu, hàng cao cấp nha. Mỗi một chiếc giày của mình là sẽ kèm một cái túi đựng như này. Và các chị biết gì không ạ? À? Cái chất da của cái chất da của đôi giày này này nó có cái mùi thơm nhẹ. Đôi này của em nó có cái mùi thơm nhẹ. Và đôi này của Đào thì chắc là khi mà các chị nhận hàng thì các chị mới biết thôi. Còn Đào đây Đào nói thì các chị nhận hàng là các chị sẽ biết ha. Chất da của nó có cái mùi thơm nhẹ. Chính vì vậy cho nên là khi mà các chị chỉ cần vừa mới mở một cái hộp giày này ra là các chị đã ngửi thấy cái mùi thơm nhẹ này rồi. Hàng chi lúc chiều Đào mở cái mùi giày. Đào mở cái đôi giày ra là sao nó sao mùi thơm dữ vậy ta? Đó thì ra là do cái chất da của nó có cái mùi thơm nhẹ cho các chị. Thì chị nào mà sợ là mang đôi này và bị bí chân hay chảy mồ hôi chân, mà bị hôi chân thì yên tâm cho em, chống hôi chân cho các chị luôn, được chưa nào? Mang đôi này vào siêu êm siêu mềm. Chị nào đang coi like nhanh chóng chia sẻ like ha. Em nói trước là ngày hôm nay em chỉ lên đơn hàng với giá sale cho chị nào chia sẻ livestream thôi. Em cảm ơn chị Lan Anh ha. Trời ơi, slip on này thì gọi là quá đẹp luôn rồi đúng không mấy chị? Slip on này của Đào gọi là quá đẹp luôn, không thể nào mà chê được ha. Bây giờ các chị ngắm kỹ cho Đào đi là các chị thích màu gì. Bây giờ các chị ngắm kỹ đi mình thích màu gì. Chế nào đang coi live thì nhanh chóng cùng với Đào chia sẻ livestream ha. Bao nhiêu ạ? À? Bây giờ các chị muốn mua giá gốc hay muốn mua giá sale ạ? À? Các chị muốn mua giá gốc hay muốn mua với giá sale? Tại vì ngày hôm nay em sẽ có hai mức giá. Một mức giá gốc cho chị nào chưa chia sẻ và một mức giá sale cho chị nào đã chia sẻ. Và khi mà ngày mai các bạn nhân viên làm việc, các bạn nhân viên sẽ kiểm tra nha mấy chị ha. Các bạn sẽ vào kiểm tra lực chia sẻ. Nếu như mình có lực chia sẻ thì các chị sẽ được mua với giá sale. Còn chị nào mà chưa chia sẻ thì mình mua với cho em với giá gốc. Thành ra chị nào đang coi live thì mình cho em hỏi là các chị muốn mua với giá gốc hay muốn mua giá sale ha. Mình mua cổ shop rồi mang cực êm và bền luôn. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, chị nào đang coi live thì nhanh chóng vào đây cùng với Đào để săn ha. Đào nói trước là nếu mà không nhanh tay là các chị sẽ hớt nha, nên chị nào vào coi live là phải nhanh chóng để mà săn hàng cùng với Đào ngay bây giờ. Được chưa? Rồi, nhớ cho Đào nha, giá gốc là 450 lận đây nè. Giá gốc là 400
350.000 nha các chị yêu ha. Nhưng mà trong livestream ngày hôm nay Đào chốt cho các chị với cái giá chỉ có 300 mấy thôi. Chế nào đang coi live thì nhanh chóng vào đây ha. Em nói trước là chị nào mà ngày hôm nay chia sẻ livestream này mới được áp dụng vào giá sale, nên chị nào chưa chia sẻ cái live này, chúng ta nhanh chóng chia sẻ cái livestream này cho em ngay bây giờ ha. Rồi, bây giờ là sẽ nói cho các chị về đặc tính của đôi này ha. Chất da của nó rất là mềm mỡ, hai cái khía này nè mấy chị. Hai cái khía này của mình là sẽ có phần thun co giãn cho các chị nhà mình luôn ha. Rồi, khi mà các chị mang cái đôi này vào của em cực kỳ là mềm. Đặc biệt là đôi giày này của mình nó có cái mùi thơm nhẹ nữa. Nó có một cái mùi thơm nhẹ cho mấy chị. Thành ra chị nào mà mang vào mà muốn sợ là nó bị bí chân hay bị hôi chân thì yên tâm cho Đào là nó sẽ không có bị ha. Bây giờ các chị thích màu nào? Các chế đã ngắm trước là các chị thích màu gì chưa? Em có đủ size cho mình từ size 35 cho tới size 39 nha mấy chị ha. Chị nào đang có mặt ở trong live thì chuẩn bị vô đây cùng với Đào săn hàng ha. Nhớ nha, gửi, nhớ là đặt hàng là đủ, chạy cho Đào mã với số điện thoại để săn hàng nè. Bây giờ là bắt đầu chốt và giá sale cho chị nào comment nhanh nha. Bây giờ em sẽ để theo thứ tự đi ha. Rồi ở đây mình có hai đôi màu ạ, một đôi màu đen và một đôi màu trắng. Đào sẽ để theo thứ tự cho các chị như thế này. Rồi đôi này của mình sẽ cao 3 săn cho các chị, chỉ cần chia sẻ một lần thôi các chị, không cần phải chia sẻ nhiều nha các chị ha. Slip on này mà đi vào cái mùa lạnh này của mình thì tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đôi này của mình là chất da của hàng cao cấp và hàng này của mình là hàng nhập khẩu nguyên hộp như thế này các chị yêu ha. Giá gốc của sản phẩm là 450.000, đây là có thể cho các chị coi. Trên cái mã vạch in đây nè. Cái mã vạch in của chúng ta là 450.000 đây ha các chị yêu ha. Trong livestream ngày hôm nay Đào chốt cho các chị một đôi giày đẹp như thế này với mức giá chỉ có bao nhiêu các chị biết không ạ? Với mức giá chỉ có 385.000 thôi. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào là M502 kèm màu kèm số điện thoại ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của mình đôi này từ 450 còn 385.000. Một đôi giày rất là chuẩn luôn á các chị, rất là chuẩn dáng, chuẩn form và rất là đẹp ha. Cao cho các chị 3 xăng luôn. Chị nào đặt comment cho Đào là M502 kèm màu kèm số điện thoại. Được chưa? M502 kèm màu kèm số điện thoại cho em ha. Giá sale của đôi này là 385.000. Hàng này của mình là hàng cao cấp nha, nên là chế nào chốt đôi này thì cho Đào đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay Đào chữa hàng cho mình. Nhớ cho Đào đôi này là hàng nhập khẩu nguyên hộp cho các chị luôn ha. Hàng này của em là hàng nhập khẩu nguyên hộp. Chị nào ưng đôi này comment liền ngay bây giờ cho Đào chữa hàng ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại cho em, 450 sale còn 385.000. Size thì bên em sẽ có size từ size 34 cho tới size 35 cho tới size 39 cho mấy chị ha. M502 đầu tiên Đào chúc các chị quý đinh ok chị một đôi ha. Giá sale là 385.000, 450 còn 385.000 cho chị Công Hoài, 450 còn 385.000 cho chị Suýt Thì Xinh Gái nè, 450 còn 385.000 cho chị Thu Hường ok chị ha. Đây này em nói đâu có sai đâu, mã vạch của mình là 450.000 nè. Em sale cho các chị với mức giá chỉ có 385.000 thôi. Chị nào đặt comment liền cho Đào với nha. Và nhớ cho em là đôi này của mình là hàng cao cấp nha mấy chị ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Chúc cho chị Hoa Lý một đôi ok chị nhá, 285.000. À 385.000 em xin lỗi. Chị Phạm Triều một đôi các chị 385.000. Và cái đôi này của mình nó cái chất da của nó là nó sẽ có cái mùi thơm nhẹ cho các chị mang vào rất là êm ha. Chế nào đặt cho em đủ nha. M502 với màu với số điện thoại nha chị Liên Phương. Nhìn cái đế này, cái đế nó mềm sụn như thế này thì mang vào không bao giờ bị đau chân ha. Size to nhất của mình là size 39 nha các chị yêu ha. M502 chốt cho chị Trang Ngố một đôi các chị ha, 385.000 nha các chị yêu ha. Có mã có số điện thoại Đào chữa hàng cho mình trong livestream ngày hôm nay. Chị Phương Loan một đôi ok chị nha, 385.000. Chị Trà Lý Loan một đôi 385.000 nha các chị yêu ha. Hôm nay chị nhận được giày rồi, mềm lắm em yêu. Cảm ơn chị Minh Thu ha. Nói chung là đôi này của em chất siêu mềm luôn. Chế nào chưa chốt thì chốt lẹ nè. M502 lên đơn các chị Minh Hoa một đôi 385.000. Chị Phương Thảo một đôi 385. Chị Dương Thúy một đôi 385.000 ha. M502 với màu với số điện thoại cho Đào. Vì riêng đôi này thì phải nói là tuyệt đẹp luôn, chứ còn cái gì nữa mấy chị, đế của nó nè. Trời ơi, riêng đôi này của em là phải nói với các chị nhà mình là tuyệt đẹp luôn. Trần chỉ cho mình. Em lên đơn cho mình đôi nha chị ơi, comment một lần thôi ha. Chị Dương Thúy một đôi ok chị 385.000. Liên Phương em comment lên đơn cho chị rồi ha. Chị Nguyễn Thu cho em số điện thoại để em chốt ha. Hai màu, màu trắng màu đen, cao 3 xăng cho mình. Chị nào thích thì cứ để lại cho Đào là M502 với số điện thoại. Sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt đơn cho các chị, chốt size, chốt số cho mình sau ha. Chốt size sau ha. M502 lên đơn cho chị Trang Ngố một đôi ok chị nhá, 385.000. 450 còn 385.000. Các chị có ngay một cái đôi giày mà hàng cao cấp luôn mấy chị, chất da cao cấp rất là đẹp. Chị Tím Nguyễn một đôi 385, Nguyễn Thu một đôi 385, chị Phương Trần một đôi 385.000, chị Trang một đôi 385.000 ha. Nhớ cho em là cái đôi này của mình chất da của nó sẽ có cái mùi thơm nhẹ. Khi mà cảm giác đầu tiên khi mà các chị nhận hàng, các chị mở ra một cái là các chị đã ngửi thấy cái mùi thơm nhẹ của cái đôi giày này rồi. Chị nào ưng đôi này comment liền cho em ha. Chị Thu Vân Nguyễn một đôi ok chị 385, Vân Anh Nguyễn một đôi 385.000, chị Bình Thương một đôi 385, Hoàng Dung một đôi 385.000 cho em. Các chị nhớ cho Đào nha, là cái đôi này của mình nó sẽ có cái mùi thơm nhẹ nên là mình
yên tâm cho Đào, lúc mở giày ra là phát hiện ra ngay cái mùi này cho em luôn. Chị nào đặt comment đủ cho Đào ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Bình thường giày của mình là nó có cái mùi da, nhưng mà cái giày này của mình là em không hiểu sao nó có cái mùi thơm nhẹ. Tại cái hàng này của mình là hàng nhập mà các chị. Rồi lên đơn cho chị Nguyễn Thị Lan một đôi, ok chị nha, 385. Chị Mạnh Hảo đổ một đôi 385.000 ha. 5 phân 7 phân xíu nữa Đào sẽ lên sau. Chị nào đặt đôi này comment đủ cho em ha. M502 với màu với số điện thoại. Mềm sụn luôn này các chị thấy không? Mềm sụn luôn ha, mang vào chân cực kỳ là thích luôn. Chế nào chốt đôi này nhanh chóng thả cho Đào comment ngay bây giờ, Đào chưa hàng nha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Đủ thông tin là em chốt cho mình. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của em là 385.000 nha các chị yêu ha. Dạ được chị Luyến Béo, giá sale này em chỉ áp dụng trong live nha. Còn các chị tới cửa hàng là giá niêm yết của em là 450. Giá sale này là đã áp dụng trong live cho mấy chị. Lên đơn cho chị Vũ Huệ một đôi, ok chị nhá, 385.000 luôn. Chế nào ưng thì nhanh chóng chốt liền cho Đào nè. M502 kèm màu kèm số điện thoại, đẹp lắm các chị yêu ạ. M502 màu đen đây ha các chị yêu ha. Và đây là M502 màu đỏ màu trắng nha mấy chế ha. Chế nào chốt nhớ để lại đủ thông tin cho em. Mã với số điện thoại. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn, không chốt liền đôi này cực kỳ là tiếc ha. Comment đủ thông tin cho Đào, Đào chưa hàng. Riêng đôi này của em là các chị mang slip on nhưng các chị vẫn cao cho mình được 3 cm chiều cao. Nó gọi là giày á, giày với chị đế mà đây gọi là đế bánh mì á. Đó. Rồi chế nào chốt nhanh chóng comment đủ cho Đào ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Lên đơn cho chị Hiền Bùi Thị một đôi, các chị với giá sale là 385, cho chị mượn cái điện thoại Oppo này. Rồi chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin cho Đào ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại em mới chốt được nha, nên là các chị không để lại đủ thông tin không chốt ha. Chị Thủy Đinh một đôi, ok chị nha, 385.000 giá sale. Chị Đặng Trinh một đôi 450, còn 385.000 nha mấy chị. Rồi chị nào đặt nhanh chóng thả cho Đào comment đây này, Đào cho các chị coi nè. Giá niêm yết tại cửa hàng đang bán là 450.000 nè các chị. Nhưng mà trong livestream ngày hôm nay Đào sale cho các chế nhà mình chỉ có 385.000 thôi. Chị nào ưng đôi này comment cho Đào ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Có mã có số điện thoại mới có đơn, nên là các chị ráng giúp em cho em đủ mã và số điện thoại để em chừa hàng cho mình ha. Không đủ thông tin là em không có chốt được nha mấy chị. Đó, comment đủ giúp em ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. M502 kèm màu kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Rồi chờ Đào xíu nha, Đào ghim cái máy cái nè. Ok. Rồi chị nào đặt comment cho Đào nè, chị Huyền Nguyễn cho em số điện thoại ha. Em chào chị Phương Dung ha. Cho Đào xin đủ số điện thoại nha, mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Không đủ thông tin là em không chốt được ha. M502 với màu với số điện thoại. Đây là M502 màu trắng nha các chị ha. Giá sale của em là từ 450.000 còn 385.000. Đó là đơn cho chị Huyền Nguyễn một đôi 385.000 ha. Đây nè các chị, khi mà lúc mà các chị nhận giày á là cái hộp giày nó như thế này ha. Đó, trong mỗi một chiếc giày của mình á là sẽ có đi kèm như thế này. Đó, đi kèm vào trong một cái bịch này. Mở giày ra một cái là đảm bảo luôn là các chị nghe một cái mùi thơm cực kỳ luôn. Đó, Đào đã khẳng định với mấy chị luôn. Tại vì nó thơm cực kỳ luôn á, Đào không biết là thơm là do cái chất da này. Đào ngửi thì là nó là do cái chất da này nè, cho nên Đào mới nghĩ là đôi này sẽ chống cho các chị chống hôi chân á mấy chị. Chị nào mà bị mà sợ chảy mồ hôi mà biến chân hôi chân thì cứ lấy yên tâm lấy cho Đào cái đôi này ha. Rồi, comment đủ thông tin giúp em ngay bây giờ em chưa hàng. Chiều nay chốt cho mình đôi này 450. Đúng rồi, đôi này của em giá gốc là 450 mà. Nhưng mà giá em sale trong livestream là chỉ sale cho những chị đang coi livestream thôi. Thành ra chị nào đặt thì tranh thủ comment cho em ngay bây giờ ha. Mã với số điện thoại mới có đơn ha. Không có số điện thoại là không có đơn nha các chị, em nói trước á. Các chị đọc comment của chị Diệm Nguyễn kìa. Đó là mới chốt cho chị đôi đó là với mức giá là 450 đó. Tại vì sao? Giá là giá gốc của em mà. Giá sale là em chỉ áp dụng trong livestream này thôi ha. Chị nào đặt đôi này comment cho em nha. Cao cho mình 3 phân. Nên đơn cho chị Chi Chi Lê một đôi với giá sale 385.000. Chị Huỳnh Đức Hạnh một đôi 385.000 luôn ha. Chế nào chốt comment đủ thông tin cho Đào. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Đủ thông tin em chưa hàng. Dạ em có size cho mình từ size 35 cho tới size 39 nha mấy chị ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại để lại đủ thông tin cho Đào, Đào chốt hàng cho mình trong livestream ngày hôm nay ha. Chị nào chưa chốt được đôi này thì tranh thủ đi ạ. Tại vì Đào khuyên các chị là cái đôi này mang vào rất là thích. Khi mà Đào mở một hộp giày ra một cái là Đào nghe cái mùi rất là thơm và rất là dễ chịu. Thành ra là các chị mang cái đôi này vào cho em cực kỳ là thích chân, mang dễ thương vô cùng luôn á. Đào nhìn là cũng muốn mua nữa. Rồi chị nào chốt comment cho em ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của đôi này của em là với mức giá là 385.000 nha các chị yêu ha. Rất là đẹp luôn. Đây là design by Korea nè. Cái hàng này của mình là hàng cao cấp nè mấy chị. Hàng này là của mình là hàng cao cấp luôn á mấy chị. Lên đơn cho chị Huỳnh Yên một đôi, ok chị M502 ha. Giá sale của mình là 385.000. Trời ơi mang được đầm chứ dễ thương lắm chị. Dễ thương lắm ha. Rồi chị nào chốt đôi này tranh thủ comment cho Đào, Đào chuẩn bị qua mã nha.
Em chuẩn bị qua mã ha, comment đủ mã với số điện thoại em mới chừa hàng được, không đủ thông tin không chốt được ha. Em thấy có mẫu thể thao 480 này có sale không? Dạ không chị nha, hôm nay em không có sale đôi đó. Rồi form giày này của mình rất là chuẩn, hàng này khi mà các chị nhận, các chị nhìn cái mạc ở bên hông này là các chị biết cái hàng này của mình là hai ha. Hàng này của mình là hàng chất lượng cao á mấy chị. Rồi ok, bây giờ Đào sẽ qua mẫu cho mấy chị. Chị nào chốt comment đủ cho Đào nha, mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Qua mẫu này xong em sẽ lên cho các chị một đôi 5 phân và một đôi 7 phân. Đó, chị nào mà muốn đặt giày lười thì comment cho em ha. M502 với màu với số điện thoại. Đó, comment giống như chị Huyền Nguyễn cho em mà lên đơn thành công ha. Bệt hôm nay em sale chỉ có sale một đôi, để em xem sale đôi nào ha. Bệt hôm nay em sale một đôi B313 bệt hình trái tim. Dạ em không có sale đâu đó nha chị Huyền Nguyên, mình mua với giá gốc cho Đào ha. Rồi hôm nay chị nhận được giày rồi, chất đẹp lắm, đi rất là êm. Em cảm ơn chị ha, nhớ giới thiệu cho bạn bè giúp cho Đào với nha. Ok, bây giờ Đào sẽ qua tiếp mã cho các chị ha. Chị nào đang co like thì tranh thủ nè, nhanh tay thì có mà chậm tay là hết nè. Đôi này của em đẹp lắm nha, Đào nói trước nha, đôi này của em là đẹp lắm nha. Chế nào vào đây nhanh tay lắm là mới mua được đó, không nhanh tay là hết liền luôn ha. Rồi M502 là đôi này nha. Rồi chị Nguyễn Xuyến M502 màu đen ok. Cái này của mình là hàng cao cấp luôn. Và đặt khẳng định cho mấy chị là lúc mà các chị mở hộp giày ra một cái là các chị ngửi thấy một cái mùi thơm nhẹ, rất là dễ chịu luôn. Đó, đầu ngửi cái chất da này thoải mái luôn mấy chị. Cho nên chị nào mà sợ bị bí chân, mang vào bị hôi chân thì yên tâm, đôi này sẽ chống hôi chân cho mấy chị. Cái mùi của nó thơm nhẹ, rất là dễ chịu luôn á. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào ha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giày này của mình là slip on nha các chị yêu ha. Mang vào cái dáng rất là dễ thương. Cao cho các chị 3 cm chiều cao. Em có hai màu đó là màu đen và màu trắng ha. Chị nào đặt cho mèo Đào đủ mã với số điện thoại trong like. Giá sale của đôi này hàng cao cấp từ 450 đây nè, 450, Đào sale còn 385.000 ha. Chế nào chốt cho Đào đủ mã với số điện thoại, Đào chừa hàng cho mình. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, ok em cảm ơn chế. Rồi M502 chốt cho chị Nguyễn Bích Quyên, ok chị một đôi ha. Giá sale của mình là 385.000. Lời chị ơi, nhận giày mở hộp giày ra một cái là nghe cái mùi thơm nhẹ luôn, rất là thích luôn nha mấy chế ha. Chế nào ưng thì cứ để lại cho Đào là M502 với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Bây giờ thì Đào sẽ qua cho các chị một mã 7 phân da bóng ha. Ok, xin chào tất cả các chị mới vừa vào co live. Chị nào mà vừa mới vào co live stream này thì mình nhanh chóng tag bạn bè và mời bạn bè vào cái live stream này để cùng với Đào săn hàng ha. Còn vấn đề về chị nào đặt hàng thì nhớ để lại đủ mã với số điện thoại. Không có số điện thoại bên em sẽ không lên đơn được. Nên là các chị nhớ nha, bất kỳ một cái live stream nào của Đào các chị nhớ để lại mã với số điện thoại để nhân viên lên đơn cho mình ha. Rồi bây giờ Đào sẽ lên cho các chị nhà mình một đôi cao gót 7 cm, rất là đẹp luôn. Đây, nhìn kỹ cho em nè, cao gót 7 cm, nhìn nước da của nó nè các chị ơi. Nhìn cái nước da của đôi cao gót 7 cm nè, đẹp chưa? Nước da bóng rất là đẹp ha các chị ha. Được chưa? Chất da rất là mềm, ok chị Nguyễn Hồng nè, chất da rất là mềm ha. Cao gót, gót đũa rất là đẹp luôn, gót đũa này của mình là 7 phân. Được chưa? Đôi này của em chị Đào đang theo dõi live á. Các chị ơi, mình có muốn là từ giờ tới cuối năm mình có mặc áo dài cách tân không ạ? Cho em hỏi một các chị một chút là từ giờ tới cuối năm các chị có mặc áo dài cách tân không ạ? Và từ giờ tới cuối năm các chị có mua đầm xòe, đầm váy các chị mặc không ạ? Dĩ nhiên là có đúng không ạ? Thì nhớ cho Đào là khi mà các chị mặc áo dài cách tân thì các chị phải mang những cái đôi từ 7 cm trở lên như thế này thì nó mới lên form, lên dáng và mặc lên mới đẹp được ha mấy chị ha. Đúng không các chị? Kiểu gì thì kiểu, nhưng mà không thể nào mà thiếu được một đôi 7 cm như thế này. Đúng không các chị? Không thể nào mà thiếu được một đôi 7 cm này, cuối tuần đi chơi này kia mình mang vào cực kỳ là xinh. Chưa kể là từ giờ tới Tết ha, còn mặc áo dài cách tân đồ ha, chụp hình này kia nữa. Mình mặc, mình chụp hình lên, mình mang, mình chụp hình lên nó cũng đẹp hơn rất là nhiều, các chị có công nhận với Đào không? Rồi bây giờ Đào sẽ sale đôi này cho chị nào comment nhanh tay ha. Chế nào đang coi live stream thì tranh thủ comment lên cho em ngay bây giờ ha. Em nói trước nha, em sale đôi này cho chị nào comment nhanh tay thôi. Nếu như mà các chị không comment nhanh là sẽ hết hàng nha các chị yêu ha. Dáng này của mình là dáng 7 phân, 5 phân là sẽ sale sau ha. Dáng 7 phân này của em em cảm ơn chị Tuyền Nguyễn ha. Dáng 7 phân em đang cầm trên tay chất là da bóng, form dày rất là đẹp và êm. Phía bên hông còn có mod, còn có mút lót cho các chị luôn và rất là êm ha. Có mút lót vào cho mình rất là êm. Mã của sản phẩm này là D337. D337 này em có màu cà phê, em có màu đen, màu đỏ và màu trắng ha. Sản phẩm D337 của bên em đều là 7 phân hết nha mấy chị ha. Đều là 7 phân, đẹp chưa nào các chị? Đẹp dã man ha, đủ size, đủ số cho mình luôn. Chế nào chốt tranh thủ comment liền cho Đào ngay trong livestream ngày hôm nay. D337 380.000 các chị mua ngoài thị trường, đôi này có xứng đáng đồng tiền không ạ? D337 đôi này mua ngoài thị trường là 380.000, rất là xứng đáng đồng tiền. Nhưng trong livestream ngày hôm nay Đào sẽ sale 30 đôi cho các chị với mức giá chỉ có 275.000 thôi. Chị nào đặt nhanh tay thì sẽ có hàng. Comment đủ cho Đào D337 kèm màu kèm số điện thoại trong livestream ngày hôm nay, giá Đào sale cho các chị chỉ có 275.000 thôi ha. Chế nào chốt comment cho Đào.
nè. D337 màu cà phê kèm với số điện thoại. Riêng màu cà phê này của em mang vào cực kỳ là xinh luôn ha mấy chế ha. Chế nào đặt cho Đào đủ thông tin ngay bây giờ. Giá sale của Đào là 275.000 thôi, quá rẻ và quá đẹp. Chị Nguyễn Hương cho em số điện thoại nha. Rồi D337 kèm màu kèm số điện thoại cho Đào. Hôm nay Đào sale đôi này 7 phân và đôi da bóng 5 phân, tiếng nữa Đào sẽ sale sau ha. Bây giờ các chị nào mà muốn mặc váy đầm nè, muốn mặc mang cho em là những cái mẫu áo dài cách tân đẹp thì phải lấy ngay D337 này đúng không ạ? 7 phân mà đẹp xuất sắc mà giá chỉ có 275.000 thôi, quá rẻ phải không mấy chế? Rồi em lên đơn ở chị Kim Hoàng một đôi, ok chị 275.000, em còn 29 đôi nữa. Lên đơn ở chị Nguyễn Thu Hoàng một đôi, em còn 28 đôi. Chị Jenly một đôi, em còn 27 đôi. Chị Thanh Hồ một đôi, Đào còn 26 đôi nữa. Nô Hoa một đôi, em còn 25 đôi. Chị Hằng Bum một đôi em còn 24 đôi nữa với giá sale 275.000. Lên đơn là chị Diêm Trần một đôi là còn 23. Nguyễn Mai Anh một đôi còn 22. 22 đôi nữa nha. Chị Bích Hoa một đôi, ok chị nhà em còn 21 đôi nữa. Chế nào đặt comment đủ cho Đào D337 kèm màu kèm số điện thoại là còn 21 đôi nữa với giá sale 380 còn 275. Chị Hồng Nhi em còn 20 đôi. Hào Lê Thị em còn 19 đôi nữa nha mấy chị. 19 đôi nữa. Chế nào đặt comment đủ thông tin cho em mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. D337 kèm màu kèm số điện thoại. 5 phân Đào sẽ sale sau ha. Lên đơn chị Trần Tuyết, ok chị thành công, em còn 18 đôi nữa vừa giá sale 275.000. Chị nào đặt comment đủ cho em ha. D337 kèm màu kèm số điện thoại cho Đào nha mấy chị. Lên đơn chị Huyền Nguyễn một đôi, kể chị em còn 16 đôi nữa vừa giá sale ha. 16 đôi nữa nha, đẹp lắm mấy chị ơi. 7 phân mà gót đũa sang cực kỳ luôn. Mặc mẫu này mà mang cho em những cái mẫu áo dài cắt tân hay là mặc váy mặc đầm kể cả quần jean lên thôi cũng rất là xinh ha. Rồi, 16 suất sale cuối cùng trong live ngày hôm nay. Chị nào đặt comment cho Đào D337 kèm màu kèm số điện thoại ngay bây giờ Đào chữa hàng. Chị Hoàng Quy một đôi là còn 15 đôi nữa nha mấy chị ha. 15 đôi nữa nha, màu đỏ nè mấy chị, đẹp không? Màu đỏ nè, màu đen đi ha mấy chị. Quá đẹp và quá sang mà chỉ có 275.000 thôi. Đào còn 15 đôi nữa nha mấy chế ha. Chị Hằng Buôn một đôi em còn 14 đôi. Vi Nguyễn một đôi em còn 13. Thảo Trương một đôi em còn 12. Nguyễn Thoa một đôi em còn 11 đôi nữa nha mấy chị ha. Nguyễn Thúy một đôi em còn 10 đôi. Ngọc Trâm Lê một đôi em còn 9 đôi nữa với giá sale 275.000. Đào còn 9 đôi nữa thôi mấy chị ạ. Không nhanh chóng đặt là hết nha. 7 xăng và cái dáng của nó siêu đẹp như thế này. 5 xăng xíu nữa Đào sẽ lên sau nè. Chị nào đặt comment cho Đào 9 đôi nữa. Lê Hằng một đôi còn 8 đôi nha mấy chị. Rồi chị nào đặt comment cho Đào D337 kèm màu kèm số điện thoại 8 đôi nữa. Chị Bích Hoa một đôi, kêu chị em còn 7 đôi cuối cùng trong livestream ngày hôm nay. Giá sale của Đào là bao nhiêu ạ? 275.000 một đôi bắt đũa 7 xăng ở đâu bán cho các chế nhà mình đúng không? Chế nào chưa chốt nhanh chóng comment đủ thông tin cho Đào ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Lên đơn chị Đào Đào một đôi, em còn 7 đôi nữa ha. Rồi chế nào thiếu số điện thoại bổ sung cho Đào số điện thoại nè, 7 đôi cuối cùng trong livestream ngày hôm nay. Giá sale của Đào từ 380 còn 275.000. Chị Nguyễn Minh một đôi, các chị em còn 6 đôi. Nguyễn Thao một đôi, các chị em còn 5 đôi nữa. 5 đôi cuối cùng với giá sale ha. Chị nào đặt comment đủ cho Đào mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Comment đủ thông tin cho em chưa hàng. Lên đơn chị Dương Đặng một đôi, kê chị nhà em còn 4 đôi nữa. Lê Hằng một đôi, kê chị em còn 3 đôi. Lily Trần một đôi còn 2 đôi nữa thôi. Chị nào đặt comment liền cho em chỉ còn 2 đôi nữa thôi. Chị Ashley Đào một đôi D337 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale là 275.000. Comment đủ thông tin cho Đào, Đào chưa hàng ha. Không đủ thông tin là không chốt, Đào nói trước nha. Có đủ mã với số điện thoại Đào mới chốt nha. Rồi chị nào đặt nhanh chóng comment đủ thông tin cho em ngay bây giờ em chữa hàng cho mình. Chị nào thiếu số điện thoại bổ sung số điện thoại nè chị Linh Thùy ơi. Đôi này của Đào giá sale là 380 còn 275.000 nha mấy chị ha. 380 còn 275. Đây là màu cà phê, đây là màu trắng nè, góc đũa 7 xăng rất là xinh. Và đây của Đào là màu đỏ và màu đen ha. Chị nào ưng thì nhanh chóng chốt liền cho Đào, dáng giày này thì siêu đẹp luôn ạ. Rồi, đặt hàng comment đủ thông tin cho Đào ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. D337 kèm màu kèm số điện thoại. Được chưa nào? Chị nào đặt nhanh chóng comment cho em ha. C48 hôm nay em không sale nha. Dáng này giống C48 mà rẻ hơn nè chị. Có 275.000 thôi. Đây là D337 xem lại lần cuối cho Đào nha. D337 màu cà phê 380 sale còn 275.000. D337 màu trắng 380 sale còn 275.000 7 xăng. Rồi chị Út nhỏ ok nè. D337 380 còn 275.000 màu đỏ nha mấy chị. Và D337 380 sale còn 275.000 màu đen. Trời ơi đẹp dã man luôn nè mấy chị. Nước da của nó bóng nó đẹp thế này cơ mà. Đủ size nha, chị nào đặt cứ để lại D337 với màu với số điện thoại cho em ha. Comment đủ thông tin cho Đào là các chị đã chốt được cái đôi 7 xăng đó của mình với giá sale là bao nhiêu ạ? Chỉ có 275.000 thôi ha. Dạ không nha chị Yumi ha. Rồi tiếp nối chương trình D337, các chị hỏi Đào có 5 xăng không thì 5 xăng em có đây ha. 5 xăng cái màu của nó cũng tương tự luôn. Đó, màu cà phê có, màu đen có, màu đỏ, màu trắng có luôn. 5 xăng cũng có mà 7 xăng cũng có ha. Chị nào đặt 5 xăng thì comment cho Đào là đủ rồi cái đôi đó. Còn 7 xăng thì là D337
7 ha. Rồi chị Trịnh Lan Hương Trinh, ok chị nha. Đôi này của em là 5 xăng, mã số sản phẩm là D326, cũng là cao gót da bóng 5 xăng ha. Cao gót da bóng 5 xăng và cao gót da bóng 7 xăng. Thì cái đôi cao gót da bóng 5 xăng này của em, mã sản phẩm là D326, giá sale từ 380 còn 275.000 luôn. Và cái đôi này của mình là D337 7 xăng, giá sale của mình cũng là 275.000 thôi ha. Chị nào đặt 7 xăng thì comment cho Đà là D337, còn chị nào đặt 5 xăng thì comment cho em D326 ha. Riêng cái 7 xăng này nhìn nó lên dáng hơn đúng không chị? Rồi chị Thu Kiên Phạm một đôi cái chị 275.000 ha. Chị nào đặt 5 phân comment cho Đào đi ạ. D326 kèm màu kèm số điện thoại, 4 màu cà phê, trắng, đỏ, đen cho các chị trong livestream ngày hôm nay. Chị Kim Lý Nguyễn, ok chị nhà mình thành công luôn ha. Chế nào đặt cho Đào đủ mã với số điện thoại trong live ha. Không đủ thông tin em không chốt được nha mấy chị, nên là các chị ráng là cho em đủ thông tin ha. Mã với số điện thoại Đào chưa hàng cho mình. Rồi, D326 này Đào sẽ lên đơn với giá sale cho 20 chị nào comment nhanh tay nha. Chị nào đặt D326 comment cho em ha. Chị Thủy Nguyễn một đôi, ok chị 7 phân 275.000. Còn đôi này của Đào là 5 phân ha. Chế nào mà thích dáng 5 phân da bóng thì mình lấy cho em là D326 rất là mềm. Còn chị nào mà thích 7 phân da bóng y chang luôn thì lấy D337 cho em ha. Rồi, chị Kim Liên Nguyễn ok ha. Chị nào đặt thì comment cho em, chị Hương Bình comment lại nè, D326 nè. D326 bây giờ Đào sẽ lên đơn với giá sale cho đúng 20 chị nào comment nhanh tay ha. Bắt đầu lên đơn đầu tiên cho chị Đầm Thương, ok chị, em còn 19 đôi nữa với giá sale của sản phẩm D326 275.000. Chị Phạm Băng Tâm một đôi, ok chị, em còn 18 đôi D326 nữa. Chị Nơ Hoa một đôi, em còn 17 đôi D326 nữa nha. Chị nào đặt đôi này comment liền cho em, cao gót da bóng 5 phân và nào còn 17 đôi nữa nha. Chế nào chốt cho em đủ nha, D326 với màu với số điện thoại. 5 phân của mình thì là D326 ha. Rồi chị Nguyễn Hương một đôi D326, ok chị, em còn 16 đôi nữa cho 16 chế nào comment nhanh tay ha. 5 phân của mình thì là D326. Đó, chị Sơn Nguyễn ok chị nha, em còn 15 đôi nữa với giá sale 275.000 thôi. Đó, màu cà phê nè, màu đen này mấy chị, màu đen đây ha mấy chế ha. Búp bê hình trái tim tí Đào sale nha, màu đen đây nè. Đó, chị nào đặt D326 kèm màu kèm số điện thoại cho Đào, thiếu số điện thoại là không chốt nha. Chị nào thiếu số điện thoại bổ sung cho Đào số điện thoại. Đó, comment đủ thông tin cho em chứa hàng. D326 chốt với chị Hương Bình một đôi, em còn 14 đôi nữa D326 nữa nha. 14 đôi D326 này vừa giá sale nữa, chị nào đặt comment cho em. Chị Vương Hải một đôi D326 còn 13 đôi nữa nè. Rồi chị nào đặt nhanh chóng comment cho Đào, Đào còn 13 đôi D326 này nữa nha. Rồi chị nào thích 5 phân thì lấy liền cho em, giá sale của mình là 275.000 trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại Đào chưa hàng cho mình nha mấy chị nhá. D326 kèm màu kèm số điện thoại ha. Chị Tuyền Mộng một đôi 275, ok chị. D326 chị gái họ Đào một đôi, ok chị, em còn 13 đôi nữa. Chị Nguyễn Hồng một đôi còn 12 đôi. Liên Trần một đôi còn 11 đôi nữa nha các chị yêu ha. Ok chị Kim Lý Nguyễn à. Rồi chị Hương Nguyễn cho em số điện thoại, em chỉ còn 11 đôi nữa với giá sale là 275.000 thôi ha. Chị nào đặt cho Đào đủ comment D326 với màu với số điện thoại. Rồi ok chị Hương Nguyễn, em còn 10 đôi cuối cùng trong livestream ngày hôm nay. Đào nhắc lại nha, 5 phân D326 này Đào chỉ còn có 10 đôi nữa thôi. Chị nào chốt thì tranh thủ comment liền cho em D326 kèm màu kèm số điện thoại ngay bây giờ ha. Không đủ thông tin là em không chừa hàng được cho mình nha mấy chị. D326. Rồi, nhanh chóng comment đủ thông tin cho em chữa hàng cho mình trong live ha. D326 bây giờ là 5 phân nha mấy chị, da bóng 5 phân. Da bóng 5 phân này rất là dễ mang. Và đôi này của em giá sale là 275.000 luôn. Chị nào ưng thì để lại đủ cho em ha. D326 với màu với số điện thoại. Đào có màu cà phê, đào có màu trắng, có màu đen đủ hết cho mình luôn ha. Chế nào đặt nhớ để lại đủ thông tin cho em, mã với số điện thoại. Lên đơn D326 chị Minh Lê, em còn 9 đôi nữa. Thúy Trương một đôi em còn 8 đôi nữa. Nguyễn Thị Anh Vân một đôi em còn 7 đôi nữa nha các chị yêu ha. 7 đôi nữa với giá sale 275.000. Chị nào ưng thì cho em comment ngay bây giờ D326 kèm màu kèm số điện thoại. Em còn 7 đôi nữa với giá sale ha. Đó, chế nào chốt đôi này cho em comment ngay bây giờ ha. Dạ không chị Hồng Gấm ơi. Rồi xong đôi này là sẽ lên bệt nha các chị yêu ha. Chị đặt thì comment cho Đào TT23 kèm số điện thoại. Em còn 6 đôi D326 5 phân này nữa nha. Chị nào mà thích cái dòng da bóng 5 phân thì mình lấy cho em D326 kèm màu kèm số điện thoại. Ngày hôm nay em không có nha chị Mai Hồng. Chị nào chốt để lại đủ thông tin cho em ha, 275.000 thôi. Để lại đủ thông tin giúp em ha, mã với số điện thoại em chuyển hàng cho mình. D326 kèm màu kèm số điện thoại 275.000. Đó, chị nào chốt thì nhớ cho Đào đủ thông tin Đào chừa hàng ha. D326 nè. Rồi, Đào nhắc lại một lần nữa rồi Đào sẽ qua mẫu nha các chị yêu ha. Mẫu giày Đào đang cầm ở trên tay là mẫu giày D326, da bóng 5 phân cho mấy chị, đủ size cho mình từ size 34 tới size 40 ha. Chị nào đặt comment cho Đào D326 kèm màu kèm số điện thoại giống như chị Vân Anh ha. 380 còn 275.000, D326 màu đen. D326 màu đỏ.
Ui xém rồi mà, 275.000. D326 màu cà phê 275.000. Đó. Và đây là D326 màu trắng 275.000. Chị nào thích 5 phân thì comment cho Đào là D326 với màu với số điện thoại như vậy ha. Comment đủ thông tin nên mới chốt được, chứ các chị không cho Đào đủ mã với số điện thoại thì làm sao Đào chốt được, đúng không ạ? Nhớ nha. D36 ok, chị Bùi Thị Thương một đôi 275, chị Thiên Bảo một đôi 275, chị Phạm Thúy một đôi 275 ha. Rồi bây giờ Đào sẽ lên cho các chị nhà mình một đôi bệt trái tim nha mấy chị. Lên một đôi bệt trái tim cho các chị nhà mình đi những ngày đông cho nó nhẹ nhàng ha. Đi những ngày đông này, đi những cái đôi bệt này thì cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng luôn. Tiện lợi đó. Ôi dồi ôi, bệt này của em lại đã thế là lại có nhiều màu nữa cơ. Bệt này đã thế lại còn có nhiều màu cho các chị nữa. Rồi bệt này của em thì có rất là nhiều màu cho mấy chị. Size nhỏ nhất của mình là size 34 và size lớn nhất của mình là size 40 ha mấy chị ha. Rồi bệt này của Đào thì có rất là nhiều màu. Được chưa nào? Bệt này của em là bệt có hình trái tim cho các chị, rất là dễ thương. Đó, khi mà các chị xỏ vào thì nó sẽ như thế này. Ok chị Hương Quế ha. Đôi bệt này của em thì chất da mềm lắm nha. Chất da này rất là mềm, trần chỉ bên trong, may đế bên trong rất là chắc luôn. Đi đôi này không có cái gì ngoài cái từ siêu bền hết trơn á. Rồi đế này của mình là đế chống trơn trượt cho các chị luôn. Mã số của sản phẩm Đào đang cầm trên tay là B313. Giá gốc của nó là 380. Livestream ngày hôm nay B313 này Đào sale cho các chị với mức giá chỉ có 275.000 thôi. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào ha. B313 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale là 275.000. B313 màu kem, B313 màu bò 275.000. B313 màu đỏ, màu vàng, màu đen và màu xanh ha. Chế nào chốt cho em đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. B313 với màu với số điện thoại 275.000. Rồi chị nào ưng đôi này cho Đào comment ha. B313 với màu với số điện thoại ngay bây giờ nè. Rồi ok chị Hương Ngô ha, đôi đó thành công, chị Hương Vũ đôi đó thành công. Chị nào mà thích bệt thì comment cho Đào là B313 với màu với số điện thoại ha. 275.000 trong livestream ngày hôm nay. Có mã có số điện thoại là sẽ có đơn. Bệt này thì ngày hôm nay Đào chỉ sale duy nhất một đôi bệt này thôi ha. B313 chị Phạm Băng Tâm cho em xin thêm số điện thoại em chừa hàng ha. M502 hồi nãy sale là giá là 385.000 nha chị. Rồi chị nào ưng đôi bệt này cho Đào comment ha. B313 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của B313 trong livestream ngày hôm nay là 275.000. Chị nào thích cái dáng bệt đơn giản như thế này thì mình lấy cho em B313 ha, 275.000 thôi. Được chưa nào? Đây là B313 màu bò, B313 màu kem, hai màu được đặt nhiều nhất. B313 màu đen và màu xanh và B313 màu đỏ và màu vàng mấy chị ha. Giá sale là 275.000 thôi. Đi đôi này thì được cái rất là êm và bền. Ok chị Minh Lê, D326 của mình là 275 ha. Đôi này của Đào B313 này cũng là 275 luôn. Đó, chế nào chốt cho em đủ B313 với màu với số điện thoại ha. Cấp vuông thì sáng nay Đào sale rồi cho nên hôm bây giờ Đào không sale nữa nha chị ha. Rồi chị nào ưng đôi nào nhớ để lại đủ thông tin cho em ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. Comment đủ thông tin cho em mới trừ hàng được, không đủ thông tin là không chốt ha. Chị nào ưng cái dáng B313 này thì comment cho em ha. Giá sale là 275.000, B313 màu bò và B313 màu kem 275.000, được chưa ạ? Rồi, bây giờ là sẽ cho các chị coi lại cái dáng mà khúc đầu livestream vào cái đôi này ha. Đôi này của em là M502. Được chưa? D326 không phải D329 nha chị Tâm Lê ha. Rồi cái đôi này của em là đôi slip on cho các chị luôn. Và slip on cao này cho mình 3 cm chiều cao. Đôi này của mình, mã sản phẩm của mình là M502. M502 này có giá gốc là 450. Khi mà chị nào đặt hàng trong livestream ngày hôm nay thì các chị sẽ được mua hàng với giá sale. Với mức giá của em 450 sale cho các chị là chỉ còn có 450 mà sale cho mình là chỉ còn có 385.000 thôi. Chị nào đặt comment cho Đào nha. M502 kèm màu kèm số điện thoại. M502 với màu với số điện thoại giúp em ha. Giá sale của đôi này là 385.000. M502 màu đen và màu trắng ha mấy chị ha. Hàng này của mình rất là đẹp và đặc biệt là chất da có mùi thơm nhẹ ha. Cái chất da này của nó có mùi thơm nhẹ nên sẽ chống hôi chân cho mình luôn. Được chưa nào? Chị nào ưng đôi này comment cho Đào nha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay. M502 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sale của đôi này là 385.000 ha, 450 còn 385. Ok, bây giờ là sẽ lên lại cho các chị về đôi giày cao gót 7 phân ha. Dáng giày 7 phân đây. Dáng giày 7 phân và 5 phân luôn nha mấy chị. 7 phân hay 5 phân gì em cũng có đủ màu hết đó mấy chị. 7 phân hay 5 phân gì cũng có đủ màu hết nha mấy chế ha. Mấy chế nào thích cái nào thì đặt cái đó thôi. Được chưa? Các chị nhìn thấy hết không ạ?
Đôi bệt là B313 nhé chị nhá. Rồi chị nào đọc B313, ok chị Mai Phương, ok chị Hà Thị Học Điệp ha. Rồi đôi này của em là mã sản phẩm là D337. D337 này là cao gót, gót đũa 7 cm cho mình ha. Da bóng rất là đẹp. D337 này thì chắc là trên thị trường không có ai bán với cái giá là 275.000 là giá em sale đâu. Nên là đào chị sale trong livestream này thôi ha. Giá gốc là 380, các chị bước vào shop giày các chị mua 380 đôi giày này thì quá là hợp với túi tiền rồi, đúng không ạ? Nhưng mà trong livestream này em sale cho các chị chỉ có 275.000 thôi. Chị nào đặt đôi này comment cho em ha. D337 màu cà phê kèm số điện thoại. D337 màu cà phê kèm số điện thoại 275.000 7 phân. D337 kèm số điện thoại 275.000 7 phân màu đen. D337 kèm số điện thoại 7 phân màu trắng 275.000 và D337 275.000 7 phân màu đỏ. Giá sale này chỉ áp dụng trong live, chị nào đặt hàng trong livestream mới có giá sale này, ngoài live là không có nha. Rồi, đôi này của em là 5 phân. 5 phân này của mình, mã sản phẩm này đó là 5 phân này của mình là D326, cũng giá sale là 275.000 luôn. Tức là chị nào mà cùng với giá 275.000 hết, chị nào đặt đôi 5 phân thì comment D326, còn chị nào đặt 7 phân thì comment D337 ha. Cùng màu như thế hết, D326 5 phân 275, D326 5 phân 275. Đó. Chị nào đặt đôi nào comment cho em. Ok chị Mai Phương, ok chị Phạm Bông Tâm ha. Rồi chị nào chốt đôi nào comment đủ thông tin cho Đào, mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay ha. Comment đủ thông tin mới chốt được, không đủ thông tin là không chốt được ha. Rồi bệt tim hồi nãy em mới sale xong chị Phạm Hương, B313 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. B313 giá sale của mình là 275.000 ha mấy chị ha. Chị nào ưng cho em đủ mã với số điện thoại em trừ hàng. Đây, B313 của mình đây nha, giá sale là 275.000. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào B313 với màu với số điện thoại 275.000 ha mấy chị ha. Chị nào chốt nhớ để lại đủ thông tin cho em. Rồi hiện tại thì giày cao gót bên em có đủ size cho mình nha. Chị nào đặt cứ để lại mã với số điện thoại là bên em có đầy đủ size cho mình. Các chị đừng lo ha, về size số sẽ có các bạn nhân viên gọi điện thoại liên hệ và chốt cho mình luôn. Nên là các chị đừng yên tâm là về size số là khỏi lo. Cứ đặt thay đi hả, cứ đặt để được giá sale đi đã. Tại vì nhiều khi các chị tới shop là mua và mua với giá gốc mà, đúng không? Rồi chị nào ưng thì nhanh chóng comment đủ cho Đào ha. Mã với số điện thoại Đào chừa hàng, không đủ thông tin không chốt nha. Ghi C1, C2 đồ lên. Rồi em nói trước nha là không đủ thông tin em không chốt được đâu ạ. Nên là các chế nhà mình đặt là phải comment đủ mã với số điện thoại em mới trừ hàng được ha. Rồi B313 chị Phạm Văn Tâm gộp đơn, ok chị. Đó, chế nào đặt đôi nào cho em đủ mã với số điện thoại em mới trừ hàng được ha mấy chị ha. Rồi Góc Phương hôm nay em không sale nha mấy chị. Cái dáng 7 phân này của mình mang lên rất là đẹp nè mấy chị. Mà giá thì rất là mềm. Dáng 7 phân này của mình là D337. Mà giá của nó thì chỉ có 275.000 thôi. D337 màu cà phê 275.000 đi ha mấy chị ha. Rồi ok chị Thanh Hương D326 ha. Còn mẫu này là D326 5 phân thì 275.000. Chị VIP fan, ok chị thành công luôn ha. Rồi chị Lệ Thủy ơi, em chốt chị màu cà phê nhá. Hồi nãy chị có số điện thoại đầy đủ rồi đúng không ạ? Nếu có số điện thoại đầy đủ rồi là sẽ chốt thành công nha mấy chị ha. Cứ để lại đủ mã với số điện thoại là Đào chuyển hàng cho mình trong live. Đủ thông tin giúp em là được rồi. Đáng làm sao là đủ mã với số điện thoại để em chốt cho mình là được rồi ha mấy chị ha. Rồi, giày có qua thì hôm nay em lại không sale đôi đó rồi. D326 là đơn ở chị Mỹ Dung màu trắng, ok chị 5 phân 275.000 chị ha. Đó, chế nào đặt đôi nào cứ thả comment lên mã với số điện thoại là chưa hàng. B313 ok chị Huyền Bùi, ok chị B313 là bệt trái tim 275.000 luôn ha chị ha. Để may vào cho mình rất là chắc luôn đôi B313 này. Không được cái gì chỉ được cái mềm và bền thôi ha. Đó, chế nào đặt thì comment cho Đào B313 với màu với số điện thoại. Rồi D337 ok chị Trâm Nguyễn, D337 màu trắng của chị nè. D337 màu trắng của chị đây ha. Giá sale là 275.000 luôn. D337 chị Thu Hương giá sale là 275 luôn ha chế ha. Chế nào chốt nhớ để lại đủ mã với số điện thoại Đào chừa hàng trong live. Comment đủ thông tin em mới chừa hàng được ha. Rồi chị nào ưng nhanh chóng cho em đủ nè. D337 em chốt với chị Vi Fan, ok chị một đôi 275.000 ha. Màu cà phê, ok chị 7 phân màu cà phê. Da bóng rất là đẹp. Chỉ có 275.000 là quá rẻ luôn á. Chị Thu Hương ok chị em chốt cho mình rồi ha. Chị Linh Lê một đôi ok chị 275.000. Thực ra để mà nói là cao gót mà 7 cm mà da bóng mà 275.000 này thì rẻ quá đúng không chị. Minh Lê một đôi 275 nha chị ha. Rồi chị Oanh một đôi 275, chị Yến Oanh Mai một đôi 275 luôn ha. Chị Thiên Bảo cho em số điện thoại là đôi này là 7 cm 275.000. Ok. Rồi 5 xăng của mình là D326, giá sale là 275 luôn. Chị nào thích 5 xăng thì comment cho Đào đôi này ha. 5 xăng thì là D326 cùng với giá là 275.000 luôn nha mấy chị. Mã với số điện thoại Đào chưa hàng cho mình trong live.
Rồi chị nào ưng thì cho em đủ mã với số điện thoại em trừ hàng cho mình nha. Không đủ thông tin là đặt không chốt được, cho nên mấy chị ráng giúp em cho em đủ mã với số điện thoại ngay bây giờ ha. D326 kèm màu kèm số điện thoại. Đó là 5 phân. Còn D337 này kèm màu kèm số điện thoại. Thì cái D337 này của mình thì lại là 7 phân cho mấy chị luôn ha. Chị nào ưng nhớ để lại đủ mã với số điện thoại nè. Không đủ thông tin em không chốt được. Nên là các chị ráng là giúp em cho em đủ mã với số điện thoại em trừ hàng cho mình nha mấy chị ha. Góc nhọn da bóng 7 phân, góc nhọn da 7 phân, góc nhọn da 7 phân nè trời, D337 nè. Đây chị ơi, góc nhọn da bóng 7 phân thì là D337, giá sale là 275.000. Còn nếu như mà da bóng 5 phân thì là D326 nha mấy chị ha, 275.000 luôn. Tất cả đều là cùng một giá 275, nhưng mà quan trọng là các chị thích 5 phân hay 7 phân. Nếu mà thích 5 phân thì lấy D326, còn thích 7 phân thì lấy D337, được chưa nào? Có mã có số điện thoại đã mới trừ hàng được, nên mấy chị ráng giúp em cho em đủ mã với số điện thoại em trừ hàng cho mình trong live ha. Rồi, slip on của em đây nha. Slip on này của mình là M502. M502 này giá sale của mình là từ 450 còn 385.000 ha. Chị nào đặt đôi này comment cho Đào là M502 kèm màu kèm số điện thoại, vậy thì em không có nha chị Hà Ngọc. Rồi ha, 385.000 đô này nha. Chất da rất là đẹp và chất da rất là êm nha các chị yêu ha. Rồi, hiện tại thì đang có hai mẫu giày cao gót này là hôm nay đào like, đào sale. Còn đâu là một đôi bệt B313 và một đôi slip on M502 này ha. Để chủ thì buổi sáng này đào này, sáng nay em sale rồi. Các chị nào muốn coi thì mình có thể coi lại cái livestream này cho em ha. Coi lại, coi lại cái livestream lúc sáng cho em. Rồi chị Tiến Nguyễn D326 ok chị luôn ha. Chế nào chốt để lại đủ cho em mã số điện thoại. Size nhỏ nhất của mình tùy đôi, có size nhỏ nhất từ 34, có size nhỏ nhất từ 35. Cho nên là cái này để các bạn nhân viên tư vấn kỹ hơn cho chị ha. Đâu có mất mát gì đâu, cứ để lại mã số điện thoại, các bạn nhân viên gọi điện thoại tư vấn sai cho chị sau. Có thì mình lấy, không có thì mình lựa đồ khác. Rồi chị Lan Nguyễn ok chị, D337 màu cà phê của chị, D337 của mình là 7 xăng ha. Giá sale của mình là 275.000. Riêng đôi này cho em, các chị mà mặc váy áo dài này kia mang vào thì sang phải biết luôn. Sang phải biết luôn mấy chị ạ. Rồi chị nào mang 7 phân thì comment đủ cho em ha. D337 kèm màu kèm số điện thoại, giá sale là 275.000. Comment mã với số điện thoại em trừ hàng cho mình ha. Rồi D326 lên đơn cho chị Oanh Hoàng Oanh. Ok chị màu cà phê D326 của chị đây ha. 275 luôn nha chị ha. Chế nào chốt đôi này cho em đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay em trừ hàng. D326 là đôi này 5 phân 275.000. Còn chị nào mà muốn lấy 7 phân thì mình lấy D327 này ha. Dạ 5 phân có size 40 không? Dạ chị có nha, chị để lại cho em mã với số điện thoại kèm theo màu, chị lựa đi rồi em sẽ có nhân viên gọi điện thoại tư vấn cho mình. Dây đính đá thì đâu không có sale nha chị, dây đính đá thì không có sale ha. Chị nào ưng thì nhanh chóng comment cho em giá, tại vì em thấy giá sale là quá là nhiều luôn á. Đào thì đào thấy rẻ nhất vẫn là cái đôi này. Trời ơi 7 phân đâu có cái shop nào mà bán 275.000 đâu. Mà bên em sale 275.000 trong live một đôi 7 xăng đẹp như thế này luôn á. Mặc áo dài này kia mang vào xin phải biết luôn. Được chưa nào? Rồi chị nào đặt đôi này comment cho Đào D337 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Thảo Võ một đôi 275 nè. Rồi chị Diêm Dương một đôi 275.000 luôn ha. Chế nào đặt đôi nào cứ cho em mã với số điện thoại của đôi đó, hoặc nếu như mà không biết mã của đôi nào thì comment cho em biết nha. D326 size nhỏ nhất của mình là size 34 nha chị. Size nhỏ nhất là size 34. Đó. Comment đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay là Đào trừ hàng ha. D326 hoặc là D337, các chị thích đôi nào thì lấy đôi đó. Chị Đỗ Tuyết một đôi ok chị nha, 275.000. Chị Minh Minh một đôi 275.000 ok chế ha. Chế nào chốt cứ cho em đủ mã với số điện thoại là em trừ hàng cho mình. Rồi, D326 là 5 phân nha, còn D337 là 7 phân nha mấy chị, coi chừng không lộn nha. Đào chỉ lắc làm sao để sợ mấy chị bị lộn á, nên là mấy chị ra comment coi chừng không lộn ha. D326 hoặc D337. Rồi, dạ chị Phương Nguyễn ơi, mình có thể inbox fanpage, inbox Facebook, nhắn tin vào Facebook của shop, nhân viên bên em sẽ hỗ trợ đổi size cho mình ha. Ok chị Huyền Bùi ha. Rồi giày bệt thì em có sale đôi B313 này, giá sale là 275.000 ha. Chị nào đặt đôi này thì comment cho Đà là B313 kèm màu kèm số điện thoại, 275.000 trong livestream ngày hôm nay ha mấy chị ha. Rồi giày thể thao thì hôm nay Đào không có sale nha mấy chị. Ok bây giờ em sẽ nhắc lại tất cả những cái mã mà ngày hôm nay Đào sale lại một lần nữa cho mình. Chị nào đang trong live mình có thể lắng nghe kỹ thông tin cho em ha. Em nhắc lại một lần nữa cho các chị lắng nghe ha. Rồi, với những chị nào mà làm công sở, mình muốn mang thấp thấp tầm cỡ 5 xăng để mình mang hàng ngày thì mình lấy cho em đôi D326 này ha. D326 cao 5 xăng, giá sale của đôi này là 275.000. Chị nào đặt đôi này comment cho em là D326 màu đỏ kèm với số điện thoại,
275.000. D326 màu trắng kèm theo số điện thoại, cao gót 5 phân da bóng, 275.000 cho em. Mẫu này của em giá sale là 275, hai chị nào đặt nhớ để lại mã và số điện thoại cho em đầy đủ nha. Size số em sẽ có nhân viên gọi điện thoại chốt sau, chị Thu Hồng thiếu số điện thoại không chốt được nè. Rồi, D327 đó, 5 xăng giá sale là 275.000 da bóng. Và D327 5 xăng màu cà phê 275.000 da bóng luôn. Rồi, tiếp theo là đôi 7 phân. Chị nào mà thích 7 phân thì mình lấy đôi D337 này cho em. D337 này giá sale của mình cũng chỉ có 275.000 thôi mà cao 7 phân rất là đẹp ha. Chị nào chốt đôi này comment cho Đài là D337 kèm màu kèm số điện thoại, 275.000 trong livestream ngày hôm nay. D337 màu đỏ, được chưa ạ? 275.000. D337 màu trắng 275.000, 7 phân. Và D337 màu đen 7 phân 275.000. Tiếp theo là D337 màu cà phê 275.000 nha các chị yêu ha. Chị nào chốt nhớ cho Đào đủ mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay là mới trừ hàng được ha. À, chị Oanh Kim để lại cho em C48 kèm theo số điện thoại đi. C48 thì em chỉ còn có màu hồng và màu đen thôi nha chị ha. Chị để lại cho em C48 với số điện thoại đi, được giá sale của mình là 460 360 ha. Có gì nói là đặt trong live của Đào. D307 là đôi nào chị? Rồi, D337 chị Thu Hồng một đôi 275 nè. Dạ không, em không có xả lẻ size lẻ mẫu ha. Ok, chị Quang Hà Khiếp một đôi 275 nè. Bệt của em sale đôi này là B313, giá sale là 275.000 luôn nha các chị ha. Bệt trái tim 275.000, chị nào đặt đôi này comment B313 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rồi còn slip on này của mình, mã sản phẩm là M502. M502 này giá sale là 450, còn 385.000. Chị nào đặt đôi này comment cho Đài là M502 kèm theo số điện thoại ha. 385.000. Đó. Búp bê trái tim đó là B313 đó trời. Rồi chị Yến Hoan Mai ok chị ha. Rồi chị Bùi Yến không nha chị. Chị nào mà muốn biết shop ở đâu mình ra ngoài Facebook của shop giúp em nha. Tại bên em có tới 5 cửa hàng lận. Các chị có thể ra ngoài để xem địa chỉ của shop nha các chị ha. Nhớ nha các chị, chốt mã nào cho Đào đủ mã với số điện thoại đó là chưa hàng. Đôi đó là 275 nha chị. Let's smile. Đôi trên bàn không có đôi nào màu hồng cả chị. Búp bê trái tim không có động đế mấy chị, là nó chuẩn luôn, là búp bê chuẩn chuẩn phong búp bê là 2 xăng luôn á. Rồi chị nào đặt comment đủ thông tin cho em ha. Mã với số điện thoại trong livestream ngày hôm nay, đủ thông tin thì mới chốt được. Đôi này của em là M502 ha, slip on M502. Giá sale của đôi đó là 385.000. Rồi, B313 275.000 cho chị ha. M502 nha chị Hoài Thương Lê ha. Rồi còn đôi này là 7 phân thì là D337. 7 phân thì là D337, giá sale là 275 nha mấy chị. Mà cái đôi 7 phân này nó rất là xinh nè, 275.000 thôi. Có mã, có số điện thoại là Đào chuyển hàng cho mình ha. Nên là chị nào thích đôi này thì nhớ để lại đủ thông tin cho em, mã với số điện thoại em chuyển hàng trong live ha. Comment đủ thông tin em mới chuyển hàng được, không đủ thông tin em không chốt, em nói trước đó. Rồi, ok. Dạ không, giá shop là mình mua giá niêm yết tại cửa hàng giúp cho em. Bây giờ thì em sẽ kết thúc live tại đây. Chị nào mà vừa mới vào coi live thì mình có thể giúp em coi lại cái live stream này, hoặc tua lại coi khúc đầu em giới thiệu ha. Lúc đầu tụi em giới thiệu các chị lựa mẫu nào thì lựa ha. Rồi cảm ơn các chị đã theo dõi live, bây giờ đợt kết thúc live stream ha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Em kết thúc live đây ạ. Mình có thể tua lại cái live stream này cho em ha. M502 kèm nó số điện thoại giúp em và chị Thùy Sơn. M502 với số điện thoại giúp em đi mấy chị. Nè, M502 này của mình là 3 xăng nha mấy chị. Rồi M502 với màu với số điện thoại giúp em, chị Phượng Kim cho em số điện thoại D337 nè. Chị Mai Phương một đôi M502 màu trắng ok chị nè. T82 sáng nay em sale rồi, mình lộ lại cái live stream sáng nay mà coi giúp em ha. Rồi M502 với số điện thoại giúp em nè mấy chị ơi. Chị nào đặt comment cho em liền, không em kết thúc live là không có giá sale đâu ha. Giúp kết thúc live là coi lại cái live stream này giúp cho em ha. Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều đã kết thúc live stream ha. Ok chị Diễm Thúy Bùi, ok chị Hoài Thương Lê ha. Chúc các chị ngủ ngon nha.